Rồi, ok. Chào anh em nhé. Mình là Minh Tú. Hôm nay mấy hôm mình không có hàng, nhiều anh em hỏi thì hôm nay mình về được ít hàng anh em nhé. Thì mình có mẫu 36, 42 và 50 cả bóng và mờ nhé. Thì là cái số lượng bóng của Paddock này 050 này thì mình hết hàng nhé. Còn mới mờ thì còn mình còn tầm khoảng 5 cái. Hôm nay về chục cái thì khách quen lấy hết rồi. Còn tầm khoảng 5 cái thôi, cũng 1 2 ngày tới là cũng hết. Còn 36 42 mình có đủ nhá. Giá bán thì mình bao rẻ nhất là luôn. Như cái bình này thì chuyển khoản trước là 1.6 triệu. Bình mờ chuyển khoản trước 1.750 triệu. Còn ship code thì mình nói luôn là ship code cái bình bóng là 1.7 triệu. Mình mời 1.850 triệu. Mình không bắt các bạn chuyển khoản trước nha. Đây là các bạn tự nguyện nha. Anh em nào thích chuyển khoản trước để được giá tốt thì chuyển khoản, mà không thì mình vẫn ship code nha. Ship code thì thanh toán, nhận hàng thanh toán ấy, chứ mình không bắt nha. Nên là anh em đừng có chửi bới là chuyển khoản lừa đảo, mình không có bắt. Anh em thích thì chuyển khoản, không thích ship code. Bình bóng ship code là 1.7 triệu, bình mờ ship code là 1.8 triệu, nhận hàng thanh toán qua chuyển khoản trước 100% ấy thì bình bóng là 1.6 triệu, bình mờ là 1.750 triệu nhá. Hiện tại thì tại thời điểm này mình đủ 3 mã 36, 42 và 50. 50 thì anh em nào nhanh thì còn không cũng hết. Còn 42, 36 thì còn số lượng có tầm 15 cái. Anh em nào cần thì inbox Zalo cho mình nhá. Mình chỉ bán bình, không bán van. Hiện tại mình chỉ bán bình và vài thứ đồng hồ lặt vặt và combo thôi nhá. Quy, cành, kính, van mình không bán, không ráp nguyên cây nhé. Cái này dành cho anh em sử dụng nhiều mục đích. Anh em mua để sử dụng mục đích nào mình không quan tâm. Mình không ráp nguyên cây, không bán nguyên cây và cũng không bán nhận ráp căn chỉnh nhé. Chỉ bán bình và đồng hồ và mấy cái linh tinh anh em nhé. Ok.